cùng với Đỗ Dũng, của nguyên Hân hành quay trở lại chương trình chuyện nóng trong tuần với quý khán giả người Việt TV. À, thưa quý vị vào hôm mùng 8 tháng 6 năm 2020 thì tại Little Sài Gòn đã nổ ra một cái cuộc biểu tình do các đại diện của ngành neo người Việt Nam tổ chức. À, cuộc biểu tình này làm cuộc biểu tình ôn hòa à, nhằm thứ nhất là đòi kêu gọi mở cửa lại các tiệm neo đồng thời là Uh, nêu lên cái vấn đề kiện thống đốc ông Gavin Newsom của California uh, đã có cái lời gọi là gọi các uh, tiệm nail uh, là một trong những cái lý do vì sao mà xuất hiện những cái bệnh nhân đầu tiên uh, tại California về dịch Covid 19 uh, thưa quý vị nhưng trước hết uh, thì chúng tôi muốn điểm lại uh, tình hình dịch bệnh Covid 19 tại tiểu bang California như thế nào cũng như là tại Hoa Kỳ và cùng với chúng tôi xin chào anh Đỗ Dũng vâng chào anh Khôi Nguyên và chào khán giả VTV thưa anh một cách ngắn gọn thì anh có thể điểm lại những cái thông tin chính những cái điểm chính cái tình hình dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tại California của chúng ta vâng thưa quý vị trong những ngày qua chắc quý vị cũng biết cái vụ biểu tình liên quan đến ông George Floyd bị ông cảnh sát viên Derek Chauvin đè đầu gối vào cổ chết và nó xảy ra nhiều cuộc biểu tình và có thể nó nó chiếm lĩnh tên tất cả các tít của truyền thông Mỹ và không ai để ý Covid 19 vâng. thì vài ngày cách đây vài ngày biểu tình bắt đầu lắng xuống thì bắt đầu người ta chú ý Covid 19 này, thì thấy nó tái xuất hiện và và có thể có một cái đại dịch thứ hai người ta nói có thể thôi vâng. bởi vì theo các con số hiện nay cho tôi biết đó là cho đến ngày hôm nay thưa anh 11. Hoa Kỳ ừ. là ngày 11 tháng 6 là yeah. Hoa Kỳ có hơn 2 triệu người nhiễm bệnh vâng. gần 600.000 người hồi phục và số người chết lên đến hơn 115.000 người. Ừ. Và đặc biệt tiểu bang California bây giờ đứng hạng 3 trong số những tiểu bang như vậy. Hiện nay California là hơn 140.000 người chỉ thâu New York và New gì mà thôi. Yeah. Tại sao tôi nói nhấn mạnh chuyện này bởi nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà tiệm neo mà nãy yeah. vừa rồi anh Khôi Nguyên nói. Yeah. Và cái điểm thứ ba nữa là sáng ngày hôm nay quý vị thấy đó ngày hôm qua chứng khoán đi lên ào ào. Mặc dù vì cái sự các cuộc biểu tình nó nó lắng xuống và cái tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu nó giảm và người ta thấy kinh tế nó khá nhưng mà sáng nay anh quý không Dow Jones xuống 1800 điểm. Vì sao? Không phải vấn đề việc làm mà người ta đang sợ Covid-19 quay, quay trở lại. lại. Đó. Mặc dù ngày hôm nay báo cáo Bộ Lao động cho biết là tháng năm vừa rồi mất thêm một chợ, tuần vừa rồi có thêm một triệu rưỡi người nộp đơn xin trợ thất cấp thất nghiệp thì con số nó vẫn có nhưng mà nó giảm so với những tuần trước nhưng mà cái chính người ta đang lo đó mà thị trường chứng khoán sáng nay xuống là vì covid 19 Thành ra đó là cái chuyện mình nói về bệnh Còn tại California thì như anh Khôi Nguyên nói hôm rồi đó Là nhóm neo họ đã biểu tình ôn hòa và họ cho biết Họ có thể đang xem xét cái chuyện nộp đơn kiện thống đốc Gavin Newsom của California Bởi vì theo họ nói như thế này chúng ta nhớ hôm trước ông, ông Newsom nói là Covid-19 nó xuất phát từ một tiệm neo ở California và ông không nói ừ. với tiệm nào nào Qua ngày hôm sau báo giới ta hỏi thì ông nói rằng là đây là vấn đề riêng tư và vấn đề an toàn nên tôi không thể nói được ừ. thì ngày thứ ba vừa rồi các đại diện ngành neo họ nói là, là hôm nọ họ có họp Học với kín. nhân viên của ông Học, Học kín, kín. Yeah. và người ta cho biết đó là thông tin không đúng thế thì yeah. bây giờ đó hội ngành neo đang đòi là nếu không đúng thì phải muốn như nào thì công khai yeah. cho nó ra yeah. thì cho đến phút này chưa thấy và họ mới năm họ bảo nếu vậy thì tôi sẽ kiện để bắt ông đưa cái hồ sơ đó ra xem là tiệm neo nào hay là không phải yeah. nhưng mà cái quan trọng nhất là cho đến phút này thôi anh chưa, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là các tiệm nail trong, sẽ được mở trong những vâng, ngày tới Mình sẽ có cái câu hỏi kế tiếp Dạ à, Thưa anh Mình vẫn đã biết Mọi người cũng đã biết là California đã tiến hành mở cửa giai đoạn 3 Dạ Đúng không anh Dạ Thì cụ thể bây giờ giai đoạn 3 như thế nào Ngoại trừ các tiệm nail chưa được mở cửa Thì cụ thể giai đoạn 3 nó gồm có những cái gì Anh có thể điểm lại Giai đoạn 3 đó thì nó sẽ cho coi như là các cái thập hát Vâng uh, Khu uh, gọi là giữa các hoạt động thể thao Vâng các cái tiệm mà các cái nơi mà tập thể dục đó là có thể được mở yeah. đó là giai đoạn giai đoạn ba giai đoạn, gia đoạn hai chúng ta biết rồi là à, giai đoạn ba là trường học cũng được mở cửa luôn giai đoạn hai thì quý vị biết là một số nhà hàng được mở cửa yeah. à, một số uh, trường học cũng được mở cửa một số chạy hè được mở cửa đó giai đoạn ba này có thêm một cái nữa là nhà thờ sẽ được mở cửa đó nhà thờ những tơi và tôn giáo nhưng mà cũng có cái vẫn giữ khoảng cách yeah. ví dụ như nhà thờ anh chỉ được tối đa 100 người vô trong đó là. Ví dụ như hồi trước là ba trăm người đi dự thức ba 30 trăm, ngàn, ba vâng. không quan trọng. Vâng. Bây giờ anh vẫn bảo đảm mỗi người đứng cách nhau là gần 2 mét. Yeah. Nhưng mà tối đa 100 người. Vâng. Tối đa 100 người còn lại. Thì theo tôi được biết là, tôi đã liên lạc và được biết là như ví dụ miền Nam California này bắt đầu chủ nhật là các nhà thờ họ mở. Nhưng mà giáo dân sẽ phải ngồi trong xe. Để mà xem lễ qua màn hình. Vị linh mục hay là vị chủ tế làm việc trong nhà thờ chỉ có 100 người coi rồi phát hình ra một cái màn hình và người ta ngồi trong xe ta coi Thì coi như giai đoạn 3 Tức có là là nhà đi, thờ Tức là đi lễ đó. nhưng mà vẫn ngồi trong xe ngồi hơi trong đó. xe hơi yeah. và người ta rất lễ, người ta đem tận xe hơi người ta cho rước lễ Thì nói chung giai đoạn 3 này có nhà thờ nhưng mà đặc biệt giai đoạn 3 này chưa nhắc đến tiệm nào yeah. Trong khi đó thì tiệm tóc Tiệm tóc là giai đoạn 2 có yeah. rồi yeah. Vâng thì cũng muốn nói với quý vị, cung cấp thêm thông tin cho quý vị là gần như tất cả các tiệm tóc tại miền Nam California khi mở cửa trở lại thì khách rất là đông. Dạ. Hôm qua chúng tôi, bản thân của Khu Nguyên có nói chuyện với một cô thợ làm tóc ở thành phố Long Beach thì cô cho biết là không có đủ thời gian để cắt nổi anh. Dạ. Và ngày nào cũng vậy đến 8-9 giờ tối thì cái số lượng khách quá đông mặc dù là những cái lượng khách đó đã được hẹn qua điện thoại ừ. nhưng mà cũng mà anh anh có đến cắt không? Tôi không tới đấy cắt. À. Dạ nhưng mà Cố, cố, cố cho biết cái thông tin là như vậy, à, à, à. hẹn qua điện thoại thôi chứ còn à, khách mà walk là, in á tức là tự động mà anh đi tới tiệm á à. là bây giờ gần như là là vẫn 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 chưa đúng cái, đúng. Cái, cái đáp ứng được cái cái số lượng khách đó. À. À, thưa anh à, chúng ta vẫn nói đi nói lại là vấn đề giữ khoảng cách à, à, an toàn rồi không đến những cái nơi tụ tập đông người trong cái giai đoạn 3 tức là về ý thức đề phòng. À, tuy nhiên một cái chuyện mà đeo khẩu trang Dạ. Cái chuyện mà vừa rồi uh, Giám đốc uh, Sở Y tế của Orange County phải không anh Vâng. Dạ. Đã phải uh, từ chức bởi vì bà khuyên người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài Thì đã có một số những phần tử đe dọa mà bà và khiến cho bà phải từ chức Thì cái cụ thể câu chuyện đấy như thế nào và anh nhận xét ra sao về cái chuyện đeo khẩu trang của người dân hiện nay tại Orange County ờ, Cái câu chuyện nó như thế này thưa quý vị Orange County là một county bảo thủ người yeah. ta biết đó, cao ti bảo thủ thì người ta không muốn cho đeo khẩu trang. nó có hai lý do. lý do thứ nhất họ nói là đeo khẩu trang không là quyền của tôi, cá nhân của tôi. Yeah. cái thứ hai nữa là về mặt chính trị người ta cho rằng đeo khẩu trang có nghĩa là còn bệnh, còn bệnh có nghĩa là sẽ không mở được doanh nghiệp và như vậy là ảnh ảnh hưởng kinh tế và như vậy không có lợi cho tổng thống donald trump tái yeah. tranh cử đó là vấn đề chính trị dính trong đó. thế thì bây giờ đó, cao đó không nọ đó là người ta yêu cầu là có nên đeo khẩu trang trước... Uh, uh, không cộng hay không vâng. thì họ lần lữa với nhau. Ở đây có dự có Riverside County cũng bắt đeo ừ. nhưng mà ông cảnh sát bảo là ai không đeo tôi không bắt. Ừ. À. Đến nơi County đó thì bà Nico Quick đó là bà giám đốc y tế đó thì ban đầu bà đề nghị đeo. Vâng. Sau đó đó thì một số bị uh, gọi là giám sát viên trong hội đồng giám sát hội đồng giám sát có 5 người thì có hai nhóm một nhóm là đề nghị đeo, đề nghị không đeo. Thì bị áp lực quá thì bà mới đi đến chỗ là highly recommend. comment yeah. À nó có mức độ nhá recommend đề nghị đeo hai lý thuyết recommend là mạnh mẽ đề nghị đeo yeah, mạnh mẽ đề nghị. và nghỉ... cuối cùng bà đi đến cái chỗ đó à, là buộc, bắt buộc không... phải đeo yeah. nhưng mà cái ông cảnh sát trưởng của On công ty là ông don ban cũng ra ông nói trước là ông sát nó ai không đeo cũng chẳng bắt nó đại yeah. khái vậy yeah. thế thì khi bây giờ mà bà bắt bắt phải đeo vậy đó thì các doanh nghiệp họ cho rằng vì như vậy yeah. mà họ không mở cửa được mm. à, không được mở cửa thoải mái và vì như vậy thì họ phải trả nhiều chi phí nhiều hơn bắt khách hàng phải đeo khẩu trang nhân viên họ phải đeo khẩu trang và vì như vậy cảm thấy rằng là kinh tế khó trở lại và cản trở cái cuộc trái đinh tử của tổng thống donald trump thành ra một số người gọi đe dọa bà tại sao bà đưa cái này ra yeah. và hăm dọa giết bà luôn mà bà có chồng mà ba đứa con nhỏ thế là bà sợ yeah. ông thứ ba rồi bà từ chức yeah và ngày hôm nay thì cái người tạm thời thế, thế bà là bác sĩ Clay Tân Châu một Ô, người Việt người, Nam dạ, người ông công là liệt. giám đốc cơ quan y tế bây giờ ông được đổ, đảm nhiệm luôn giám đốc sở y tế dạ. thì cách đây hơn một tiếng đồng hồ ông cho biết là Orange County sẽ bỏ cái lệnh mà bắt đeo đeo, đeo khẩu trang đó dạ. vẫn giữ lui trở lại là hai lyric comment thôi dạ. đó Chứ không có bắt buộc không bắt buộc dạ. đó thành ra cái đó là cái thay đổi ngày hôm nay ở tại Orange County thưa anh. À, đề nghị mạnh mẽ. Dạ. Um... Anh có nhận xét như thế nào về cái ý thức gọi là đeo khẩu trang cũng như giữ gìn của những người Việt Nam trong cộng đồng của chúng ta? Cộng đồng chúng ta thì tôi quan sát ở vùng Ontario này thì hầu hết, hầu hết là mọi người họ đeo bởi vì người Á Châu họ quen cái cái chuyện đó và người yeah. Việt Nam nhất là những người mà mới qua Mỹ thì đeo với rõ bình thường. Bởi vì khi ở Việt Nam họ đã đeo rồi. Vâng. Anh em thành ra qua đây mà kêu đeo nữa không sao hết. Nhưng mà rõ ràng đối với người Mỹ trắng họ rất khó chịu. Như tôi nói. Họ, họ bảo là ngay cả đeo nhưng mà họ bảo đeo không là quyền của tôi yeah. ok để khẩu trang đây khôi nguyên tôi thích đeo tôi lấy tôi đeo tôi đang định lấy đeo cái anh khôi nguyên bảo Ê, ông dũng phải đeo không tôi không đeo yeah. đó cái tâm lý đó là cái chỗ đó đúng vậy. anh đừng có nói thì tôi tự tôi đeo <laughs> yeah. nhưng mà trong những ngày qua thì thưa quý vị, báo chí rồi hình ảnh các thứ số người chết cũng làm cho người mỹ trắng họ đeo lên nhiều hơn đúng và nó có thêm cái điểm nữa một số cơ sở bắt phải đeo khẩu trang nó mới cho vô À, ví dụ như Costco đúng ví dụ dạ. như ngân hàng Wells Fargo yeah. đó hay là một số cơ sở khác là không đeo thì nó không cho mua còn và những một số cơ quan chính phủ ví dụ tiệm ăn, dạ. dạ. ăn. Dạ. ăn thì thực ra không bắt buộc tiệm yeah. ăn anh vô không tại vì nếu, à, nếu trong mà... lúc xếp hàng dạ. 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 trong lúc xếp hàng thì họ yeah. kêu anh là giữ khoảng cách thôi yeah. không bắt buộc đeo khẩu trang nhưng mà Wells Fargo là họ nói rõ không bắt khẩu trang xếp hàng đi xong rồi đi ra Costco xếp hàng đi đi ra có vậy thôi thì thành ra thưa anh cái số người vẫn đeo cũng nhiều nhưng mà tôi phải công nhận là ở Orange County này hoặc những cái vùng mà như anh anh sang mấy cái tiểu bang mà xa đó ít người đó Nhưng mà người ta nà sao rồi có đã không có đeo. Đúng bởi rồi. Vì, bởi vì bình thường chúng tôi đã cách ly rồi, chúng tôi, tôi ờ <laughs> xa hàng quá thôi nguyên là ở xa thì bí lắm Dạ. Và những cái sinh hoạt nó cũng không có đông người đông đúc như những khu đô thị lớn ví dụ à. như ở Orange County chúng ta thì đó là nơi mà hơn 3 triệu dân đúng không dạ, anh thì dạ. đó là những cái khu mà đô thị lớn hay là los angeles chẳng hạn dạ. đó là những khu đô thị lớn riêng cá nhân tôi thì tôi nhận xét về người á châu nói chung và người việt nam nói riêng thì người việt nam theo tôi thấy chúng ta đi trong cái khu vực Little sài gòn này nơi hầu hết là người việt nam chúng ta trên đường cũng như các tiệm quán thì tôi thấy cái ý thức mà đeo khẩu trang của người việt nam chúng ta tôi phải nói là rất là tốt tôi, à, tôi, tôi, tôi không biết họ có ý thức hay không mà thấy họ có đeo còn còn vì ý thức hay là <cười> đúng <cười> à, vì ý thức thì vì à, quen thì mình chưa biết mà à, có đeo nhiều vậy à, nó có vậy mà à. chính chứng tỏ là cái chuyện mà phòng ngừa dịch bệnh đó dạ. thì đã, mọi người đã tuân thủ uh, về vấn đề khẩu trang uh, thưa anh cái uh, câu hỏi kế tiếp là uh, theo anh dự đoán đó uh, thì việc các tiệm nail mà do đa số do người Việt Nam làm chủ cũng như là cái gì? kỹ nghệ nail à, nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng mà trong cái tôi tạm gọi là nền kinh tế của người gốc Việt bởi vì cái um, nguồn gọi là thu từ kỹ nghệ neo được người ta tính là mỗi năm ước tính như vậy là khoảng 8 tỷ đô la Đúng. và cái chuyện mà cái thời gian mà chưa được mở cửa tiệm neo như vậy nó lâu như vậy nó ảnh hưởng ra sao và đối với cộng đồng người Việt à, nó riêng và với kỹ nghệ neo nói chung thưa anh Thưa anh người Việt Nam chúng ta có một cái rất hay là họ làm một họ làm mười người Mỹ hay làm 10 họ xài 10 hoặc xài chín người Việt Nam làm 10 xài có một hai thôi ừ. thì đã khi bị các cục khủng hoảng như thế này họ cầm cự được yeah. họ có cái cái nguồn tiền họ dự trữ họ không có xài bậy bạ nhưng mà anh tính như ba tháng đó là cũng bắt đầu là cái tiền nó cũng cạn rồi yeah. anh thấy không bắt đầu là họ khó chịu thì như chúng tôi nói cái bị hôm thứ ba vừa rồi là cái ngành neo họ hăm họ hôm thứ hai yeah. hôm thứ hai yeah. Và rồi bây giờ ngày càng có nhiều cái áp lực đối với ông Gavin Newsom là thống đốc của California. Yeah. Ví dụ tối ngày thứ ba vừa rồi ở tại thành phố Garno, nghị viên phát bồi cũng đã đề nghị là thành phố Garno thông qua một cái nghị quyết để yêu cầu viết một cái thư gửi cho thống đốc, yêu cầu mở cửa tiệm neo. Yeah. Và đã được thông qua với tỷ số là 7-0. Uh, bà Janet Nguyễn cựu thượng nghị sĩ California bây giờ ông đang là ứng cử viên của đảng uh, Cộng hòa cho chức vụ địa hạt nhân biểu địa hạt 72 thì cũng đang mở trang web trên các trang vận động của bà là kêu người ta ký tên vô để gửi thư lên yeah. rồi ngày hôm qua năm tám vị nhân cử đó có ba uh, thượng nghị sĩ và năm dân biểu đặc biệt trong đó có cả dân biểu Tài Lê Diệp của người Việt Nam là người Việt Nam duy nhất hiện nay trên Sacramento thì đã viết cái thư gửi trong thống đốc Gavin Newsom đó trong đó họ nói như này là họ đồng ý với ông là đóng cửa và mở cửa nó không phải là quyết định chính trị mà nó dựa trên khoa học. Thế thì tại sao bây giờ qua đang bước từ, từ giai đoạn 2 qua giai đoạn 3, ông cho mở này, xong bài này. Các cơ sở thể thao này, các phòng tập thể dục này, các phòng đánh bài này, các tiệm tóc này. Tại sao không nhắc niệm neo? Đó, bây giờ đang thắc mắc. Và người ta yêu cầu ông là tại sao mà đưa cái tiệm neo cái cái ngành neo vô cái chỗ là nguy hiểm và yêu cầu ông phải uh, làm rõ chuyện này và họ cho biết luôn trong số 11.000 tiệm neo ở California biết bao nhiêu phần trăm là Việt Nam không? À, theo tôi nghĩ là 80 đúng chính xác luôn yeah. 80% có yeah. thể tưởng tượng cứ 10 tiệm neo là có 8 tiệm là Việt Nam làm chủ. Dạ mà 11.000 tiệm như đó, vậy đó mà 11.000 tiệm cơ như tưởng vậy quý có thể tưởng tượng thì đó là những gì mà các vị dân cử làm trong những ngày qua thì tôi không biết là có đủ sức ép hay không bởi vì như tôi nói hồi nãy thưa quý vị, California bây giờ cái số người bị nhiễm bệnh yeah. nó tăng cao đặc biệt nữa thêm cái chuyện này nữa Orange County nó mới có tin không có vui tí nào cả là trong ngày hôm qua anh không biết anh không biết thêm bao nhiêu thêm 13 người nữa chết ở Orange County vấn đề là tôi đang đó, đề cập đó. đến như Đấy. vậy là Orange County trong 14 ngày vừa qua có 54 người chết yeah. 54 người chết và hiện nay đó là tổng cộng là tất cả Orange County từ cái khi có Covid-19 giờ là 198 người gần 200 người thì thứ anh đó là những con số của county Orange County cũng như của California mà bây giờ ngành neo cũng như các vị dân cử mà đại diện trong các địa hạt đó thực sự ra là có nhiều chẳng hạn như ông Thượng nghị sĩ uh, uh, Tom Umberg, này bà Thượng nghị sĩ Beck nói chung là tất cả các dân cử dân cử mà, mà có cử tri Việt Nam có cử tri Việt đó. Nam hoặc là một dính một ít như đó, gì đó. Rồi đó họ cũng đã họ, họ đến đặt đến. vấn đề này với ông yeah. Gavin Newsom vấn đề là liệu ông Gavin Newsom có cho mở hay không? Đúng. Yeah. Đó tức là vừa sức ép của dân cử mà nó bị sức ép của cái vấn đề gọi là số người nhiễm Covid 19 tăng. Đó là vấn đề gì? Đúng. Yeah. Đúng là như anh Đỗ Dũng nói nó là cái bài toán giống như con dao hai lưỡi Đúng vậy đó. À, vấn đề chúng ta mở cửa để các tiệm neo thì giải quyết được công việc làm, thu nhập cho người Việt Nam. À, tôi đã quan sát những cái à, à, hình ảnh biểu tình cũng như một số người họ lên họ phỏng vấn, họ, à, xin lỗi họ phát biểu ở trong cái cuộc biểu tình đó thì họ cũng tôi dùng cái chữ là họ cũng đã uh, lên án cái chuyện là tiệm của họ bị đóng và cái đời sống của họ khó khăn như thế nào và họ cũng đã đưa ra những cái minh chứng rất là sống động về đời sống tuy nhiên là uh, mở hay không mở thì đó vẫn là quyết định cuối cùng của thống đốc tiểu bang và nếu mà chúng ta quan sát một cách uh, uh, gọi là Khách bình quan. thường ấy, à, yeah, à. thì chúng ta thấy là những người thợ tóc mà khi hết tóc của chúng ta thì cũng rất là ở phạm vi rất là gần ừ. và lại không có cái đồ che chắn như là ừ. như các tiệm nail bây giờ ừ. à, đồng thời á là à, các tiệm nail nó không chỉ ảnh hưởng về đời sống của những cái người kỹ thuật viên, những người thợ, những người chủ mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái hệ thống neo supply thôi. Đúng rồi. đó, Đúng mà đó. cái hệ thống neo supply đó nó cũng Ngân rất hàng là nhiều. nữa, Dạ. Yeah. Ngân hàng nữa đủ thứ. nhân công cái ở trong cái theo cái kỹ thuật à. neo, cái cái lĩnh vực neo supply nó rất là nhiều. Tuy nhiên bài toán là chúng ta mở, đợi đến khi nào các tiệm nail mở cửa và mở cửa ra sao? Trong lúc thì các người, số người bị nhiễm covid 19 cũng như các người chết như anh Đỗ Dũng nãy đã cung cấp thông tin đó vẫn đang tiếp tục tăng và cái con số, tổng số người nhiễm trên toàn Hoa Kỳ hiện nay đã hơn 2 triệu người à, Thưa quý vị, à, chương trình Chuyện Nóng Trong Tuần à, do Khôi Nguyên và Đỗ Dũng phụ trách xin tạm dừng tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới